giàu như Huỳnh Như mà ngày xưa chụp hình cưới chưa tới 10 triệu đồng. Hồi xưa cái bộ ảnh cưới của mình là 8 triệu mấy đúng không anh? Tám triệu mấy à? Phải 9 triệu. 9. Ai ngờ lý do là anh chồng thời trẻ bồng bột. Không phải tốt lành đâu, chị nó cho nó tới mấy chục triệu đi Đà Nẵng chụp lợn, nhưng mà nó cắn, nó chụp có 8 triệu mấy thôi, đặng nó lấy tiền nó mua cái nón hay mô tô gì đó. Nguyễn Huỳnh Như luôn được nhắc đến vì độ giàu có và chịu chi với danh xưng đại gia Bạc Liêu. Ấy vậy mà, ít ai biết rằng lúc hai vợ chồng mới cưới nhau, bộ ảnh cưới chỉ tầm giá 8 triệu mấy mà thôi. Nhưng sau đó chồng cô đã đính chính là giá cao hơn, đến 9 triệu lận. Dù Nguyễn Huỳnh Như cũng tiết lộ ngày xưa cả hai không có nhiều tiền, nhưng mà chị chồng của cô cũng đã cho hai vợ chồng mười mấy triệu đồng để đi Đà Nẵng chụp ảnh. Nhưng với bản chất của một người làm ăn thì cái gì cũng phải có lời. Chính vì vậy mà anh chàng đã cắn mất phần còn lại, chỉ chụp tầm 8 triệu mấy đến 9 triệu đồng. Phần tiền còn lại để dùng mua nón bảo hiểm mô tô. Anh chàng còn không ngại cho biết là nón mắc tiền hơn chụp hình. Khiến Nguyễn Huỳnh Như ngồi kế bên chỉ có thể lắc đầu vì chụp hình cưới mà nó cũng cắn thì. Cô cứ liên tục lắc đầu khiến Nguyễn Thiện còn phải cười ngại ngùng và bảo cô nàng đã cắn thì giấu đi mà cứ khoe quài. Tuy nhiên, qua đó cộng đồng mạng cũng không hết lời khen ngợi vì nữ TikToker cũng phải chiều chồng lắm mới có thể chấp nhận được. Bởi vì nếu là người phụ nữ khác át hẳn đã có cãi nhau rồi chứ dễ gì mua được cái nón. Hơn nữa, theo sự đoán mò từ cộng đồng mạng thì có lẽ anh chàng cũng cảm thấy có lỗi với vợ, nên sau khi có tiền đã ấp ủ dự tính chụp lại bộ hình cưới mới. Chỉ là vào thời điểm vài năm trước khi vừa mới sinh con, Nguyễn Huỳnh Như có phần bị tăng ký và không tự tin với ngoại hình của mình. Bởi vì thời điểm khi mang thai, Huỳnh Như tăng 40kg, bị chồng ép ăn liên tục. Có thời điểm nữ TikToker cũng cảm thấy bị áp lực do tăng cân. Sau khi sinh xong dường như cũng rất khó để xuống ký lại như ban đầu. Cô còn không ngại công khai diện mạo khi ấy và cho biết lúc đó nếu muốn mặc áo cưới thì phải nhờ thiết kế riêng chứ không thể nào mặc vừa thiết kế sẵn có. Lúc đó vậy nè mà kêu chụp nè. Này chắc tiệm phải thiết kế riêng bộ chứ không thể nào vừa nha. Vì vậy mà đến nay cả hai mới cùng nhau làm lại bộ ảnh cưới. Lúc nữ TikToker vào thử đồ, chồng cô ở ngoài cũng tỏ ra hồi hộp và cho biết là lần trước khi cả hai chụp ảnh, cô dâu vừa bước ra thì anh chỉ có lết thôi. Lần này thì có vẻ như đã có sự tiến bộ, khi bức màn được vén ra Nguyễn Thiện chỉ xỉu chứ không lết. Chỉ có điều là bị Nguyễn Huỳnh Như chê vì cha này làm quá không à. Đã vậy, trong lúc nhìn gương và hài lòng với diện mạo của mình, cô cũng muốn tìm chú rể mới, nhưng khi nhận được câu trả lời của ông xã đã khiến cô không muốn trả lời nữa. Người xem thì không ngừng trêu vì có vẻ như Nguyễn Huỳnh Như đã muốn tìm chú rể mới và đẹp hơn, nhưng lại nhận phải ánh nhìn hết sức là cảnh cáo của chồng cô. Trời, giống như đứa chồng quá mắt, thiệt luôn á. Đang đi tới chồng rồi. Chú ghẻ em đâu? Chú ghẻ nào? Đã thế cô dâu Nguyễn Huỳnh Như còn hết lòng sát muối khi hết nói chú rể dạo này lên ký lại đến chú rể hơi lùn. Nhưng nhìn chung, cộng đồng mạng rất yêu thích không khí vui vẻ trong gia đình của cả hai. Đặc biệt là những chia sẻ về cuộc sống bên nhau những ngày chưa có gì cho đến khi giàu có như thời điểm hiện tại. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.